chị Dân à? Dạ. Có phải chị Dân không? Dạ, chị Dân đây. Hát một bài nghe coi. Tiếp theo là phần thử thách, thì là nó được gọi tên là cuộc gọi thần thánh. Mà sẽ Duy Dân sẽ phải gọi cho một cái người đồng nghiệp khá là thân với mình, lừa một cái gì đó để mà người ta tin, và mọi người vote cho nhân vật mà Duy Dân vừa nói là đừng có nhắc tới nữa đó. Thì bạn sẽ xử lý như thế nào? Nếu không phải là người đó thì phải gọi một cái nhân vật nào đó có cái tầm ảnh hưởng tương tự trong đời sống Duy Dân. Bằng nữ hay nam? Nữ. Gọi nữ hả? Đúng rồi. Nữ thì chị Dân rồi ok, để gọi cho Hằng Binh Bon đi ha. Một cái nội dung gì đó mà khác quắc với lại Chi Dân mọi ngày nha, mới là khó chứ. Bây giờ mình thử thách như thế nào? Thử thách là lừa một cái điều gì đó không phải là bản thân mình nhưng mà người đó vẫn phải tin nha. Alo? Alo, có phải và bạn Hằng không? Alo, có phải phải Hằng bên Binh Bông không nhỉ? Xin lỗi, ai đây ạ? À? Anh có thể nói lại được không? Sao sóng yếu quá ạ? À? Không nghe cái gì ạ? Cho hỏi bạn phải bạn Hằng Binh Bon không? À, có việc gì vậy ạ? À? Bạn ơi, mình là quản lý của Hằng ạ. Hằng Chuyển máy, chuyển máy. bạn Hằng, bạn chuyển máy cho Hằng được không? Có việc gì vậy bạn? Bạn là ai? Bởi vì mình không có tự nhiên do đưa máy cho Chị người Dân lạ cho thôi, Hằng được bạn ơi. nói chị Dân thôi. Mình là bạn của chị Dân. Nhờ bạn chuyển máy Alo. cho Hằng giúp mình được không? Dân, chị Dân hả? Dạ. Có phải chị Dân không? Dạ, chị Dân đây. Hát một bài nghe coi. Cái gì? Hát đi cho người ta Bị tin. điên hả? Hát bài gì giờ? Cho bao nhiêu thương em bay xa. Sao có Em dư mua gọi đi số thua đi lạ thế em ạ? qua. Hả? Sao gọi số lạ thế? Số này số mới tôi mà. Tôi lưu số ông nhé, 091 Đúng rồi, 992 đúng rồi, đúng số đó rồi, đọc. Đúng số đó rồi. Ừ. Bây giờ block số này nha. Gì vậy? Nào sao nói đi. Hả? Ông bị nháo à, tự dưng ơ tôi hả? Nói. Đang rảnh hả? Có làm gì không? Nói luôn đi coi. Tối nay có một cái show. Tối nay có một cái show luôn. Ừ. Như nào? Có một Nghe cái có vẻ gấp gáp. show ở Quay Bà Lắc á, thì nó mời tôi, nhưng Thế mà á? tôi bận việc quá cho nên là tôi không có đi được. Hôm nay tôi còn ở Phú Quốc á. Tiếp. Ừ, thì tôi nhờ chuyển cái show đó qua cho bạn, mày về giúp tôi được không? Tối nay mấy giờ? Tối nay 8 giờ. Ủa sao bị kẹt lịch như nào mà lại nhận xô mà lại không đi được? Tại vì ngoài này đang máy bay đang nói chung thời tiết là không có bay được. Ok, bây giờ thế này nhá. Tôi nhắn cho bạn số của Trang nhà tôi. Trang là em gái tôi mà cũng là quản lý luôn, thì bạn Vậy chỉ việc sao nãy là nói là quản lý đang nói chuyện với tôi? cái gì cơ, Vậy sao nãy nói chuyện tôi là quản lý? khổ quá, tưởng bị treo nhiều lắm rồi nên là cứ nói thế để người ta đỡ treo á. Rồi. Bởi vì là Trang Trang nhận tiếp nhận thông tin xong rồi Trang xem có đi được không nha, xong rồi báo cho ông lại luôn, Ủa để chứ tôi không phải là bạn bây biết giờ. biết lịch hết rồi hả? Trời ơi, tối nay tớ 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 free, nhưng mà nếu mà trong trường hợp mà nó không ok thì tớ sợ không kịp make up, không kịp này kia thôi. Make up từ đây Bởi tới 8 giờ, make up 3 tiếng đồng hồ chưa xong nữa hả? bây giờ tớ đang dở việc mà còn có hẹn với bạn cái công việc nữa nè. Vậy hả? Vậy là Đang ok đúng không? Bây giờ hỏi lại coi sắp lịch ok là được đúng không? đúng rồi, bạn hỏi bạn đưa thông tin cho Trang đi, Trang fix cái là tớ xem tình hình như nào rồi là tớ. Ok rồi, có gì nhắn số Trang qua đi tôi gọi nha. Nha. Alo, nghe không?
Ok rồi đó. Vậy Nhưng là mà cái lừa được này chưa? nó rất là mix sense, nó rất là logic, nó không phải là những chuyện gì để mà Chứ bây giờ đâu. Mọi người ví dụ như gọi mấy người muốn tôi nói tỏ tình một phát đi thì đó mới là chuyện ok. Là chắc chắn là không được, không có không được rồi đó. Không phép phê, không tin rồi. Hai đứa chơi thân với nhau giờ kêu kêu lên tỏ tình sao mà hạn tin được. Ok, fine, cho Chi Dân qua thử thách. Nhờ để cho Chi Dân về chứ sao. Rất là cảm ơn Chi Dân đã nhận lời đến tham gia chương trình. Và mọi người ơi, nhớ lịch phát sóng của chương trình vào 20 giờ thứ hai của những trang thanhniên.vn, Thanh Bảo Thanh Niên cũng như là YouTube iTV nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. We'll be right back.